Đây là cháu của bà hả? Dạ con chào bà. Đây bà lên cúng chú Dụ Linh. Dạ cô Hanh Kim Huệ bên đó đó bà. Đây là mộ của Hanh Kim Huệ đó cô cho bà. Còn bên đây là nghệ sĩ Thanh Tú. Ở đây là khu này khu nghệ sĩ. Bà ở gần đây không bà? Ở thành phố. Dạ. Nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng. Bà cô lên Thanh Tâm. Dạ. Chú nghệ sĩ Hề Sa. Hiu hiu gió thổi đầu non. Xe lên để cúng chú Vũ Linh ha. Ông này Thanh Tú. Dạ. Các ngoại biết hết quá. Biết hết. Dạ. Ngoại biết rồi chú chưa còn không? Biết luôn. Chú còn. Ở Phú Cường Bình Dương mình đó ngoại. Đây nè. Dạ. Nhạc sĩ. Chú là nghệ sĩ. Nam Hùng. Còn là các mộ này chắc không biết đâu. Giả Vũ Kiều lên đây luôn nè. Đây là dạ. Mộ của vợ của chú chưa còn nè. Vợ chú chưa còn dạ. Nhưng mà chưa có bia. Chưa có bia mộ. Thanh Sang là phía bên kia. Hả? Thanh Sang là phía bên kia. Dạ, chú Thanh Sang bên đó. Còn giả đi kia. Ông Tấm Dân biết. Hai vợ chồng mà. Quê ở Tấm Sang. Ông Tấm Dân. Khoảng có muốn đi qua mà chú Thanh Sang không? Đi. Dạ, bên cây cao á bà. Cây cao đó hả? Nhắc đến chú Du Linh thì không ai mà không nhớ ông anh chí cốt của là một chú Du Linh đó là một chị Thanh Sai. Ông cũng nằm ngay mặt tiền đường luôn ha. Dạ. Dạ. Bên kia là mặt trước rồi mặt. Ừ. Đây mặt trước nè. Ở đây là mặt sau. Mặt sau. Bước qua đến bên nhà nước thôi nha. Mộ của chú Thanh Sang có phần bề ngang nó hơi lớn hơn và thiết kế thì nó khác hơn các mộ của chú Linh Thọ. Chú Văn Châu con này bữa Văn Châu cũng đi luôn rồi hả? Dạ bà, chú Văn Châu mất rồi bà. Đạo diễn Lê Mộng Hoàng cũng đi luôn rồi. Dạ từ Mộng Hoàng rồi biết rằng hết các nghệ sĩ luôn á. Đúng rồi, nghệ sĩ Bà nay nhiêu tuổi rồi bà? 77. Dạ. Nghệ sĩ Nhân dân Giang Châu đi luôn rồi. Dạ. Giang Châu đi luôn. Rồi. Ủa sao Giang Châu được làm cái Giang Châu người ta bị nghĩ gì vậy? Thế Sơn cũng đi luôn rồi nè cô. Hả? Thế Sơn á. Con cũng cứ Giang Châu cũng đi. Ủa luôn đi luôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Diễn viên Thế Sơn. Đi trước chú Giang Châu 6 năm. Nó còn trẻ mà. Dạ. Dạ. Con trẻ mắt mới ba mấy tuổi. Rồi nằm chung đây luôn hả? Dạ. Dạ nằm dạ. Chung. Hèn gì sao thấy cái mộ là rộng bự sao sao được cao quá. Dạ. Cải cách hát ca theo tiến bộ. Dòng vòng vòng lên đây cũng có nhà thơ Ngô Anh Chương. Hả? Bên kia thì Quán Kiện Tòng Sơn. Ngô Anh Chương. Hồ Kiển. Ông Hồ Kiển lên đây luôn hả? Dạ. Dạ. Ông nghèo lắm mà sao ông được đây vậy ta? Chắc coi như cho ông. Hình như con nghe là được ưu tiên á. Ừ, ông Hồ Kiển nghèo lắm. Dạ. Được tặng. Ông ở nhà thuê cái phòng có chút xíu mà. Không được nhà tặng. Vậy là bà biết hết rồi luôn. Chú mấy chú mấy cô. Ổng nói đến nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển thì bà con cô bác không quên chú là một người lập kỷ lục Guinness, người đóng phim những cái vai phụ nhiều nhất toàn là mấy cái vai ở Việt phụ Nam. Mà vai phụ đâu không à. Dạ. Ờ, cái mộ ổng cũng bự quá ha. Và không ai không không biết đến là cái trong những cái họ biết vinh sử nè. Bà đang đi quen những cái ông xung quanh của chú anh chị ơi. Nhạc sĩ Thanh Sơn cũng đi luôn mà. Dạ. Sao ông Hồ Kiển Thanh Sơn được cái mộ ngon lành quá là ổng nghèo lắm, ở đó ở nhà trọ không. Dạ. Phòng có chút. Vậy là bà có vô vô nhà của chú hả bà? Không có vô nhưng mà có bạn bè vô với lại quay trên ảnh
Dạ. Bà là cũng trong là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay sao bà? Bà thì hay cũng có người nhà. Cũng có người nhà ở trong hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đúng không bà? Bên kia là không phải người sĩ. Dạ. Cái ông Hồ Kiển này ổng được cái mộ gió. Gió. Dạ, có chừng nước bà ơi. Năm hùng cũng đủ nha. Mình sao có mấy cái bia cao bên tay trái là ngoài, bà đi bên đây là ngoài. Đó là mũ gió đó bà ơi. Mũ gió mũ kìa. Dạ. Gió hơn hà trở về đây. Sao ảnh hay đừng. Để thăm lại các nghệ sĩ mà ngày xưa bà đã yêu quý. Nay bà mua bông sen lên cúng chú Du Linh đẹp quá. Bông sen bà mua lên sống con khá thiên. Dạ. Rồi em chào chị. Bông sen của bà mua này cô chú anh chị rất là đẹp nha. Bây giờ bà cùng với gia đình là đi xem đất cô chú anh chị ơi. Đang đi xem đất rồi. Khu nghệ sĩ ở đây thì có thân ra hết của sư tiên dạy. Dạ. Ngủ tiếng rồi được theo đó. Dạ. Rồi con chào gia đình của bà luôn nhé. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi con chào bà. Rồi bây giờ bà đi về rồi. Bà đi xem đất tiếp rồi. Mình thì quay trở lại mộ thôi. Nhìn bà giống như Châu có hoạt động trong nghệ thuật quá chị ha. Ừ, đúng rồi. Thấy giống không? Giống. Giống như cái nghệ sĩ nào nè. Cũng nhớ nè. Giống như là đóng bộ phim gì nè. Ừ, chị có đóng bộ phim đúng không? À đúng. Bộ phim gì mà chị nữa thì chị cũng hơi quên. Giờ mình đang nhớ lại. Ừ. Đây mộ chú buổi sáng cô chú anh chị ha, giờ cũng trưa nắng ha. Cái hoa này là chị Như mua nè, cái hoa này thật ra nó sống rất là lâu, rất là bền luôn. Đẩy được mấy tầng đó cô chú anh chị, rồi tới đây cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị nha.